khai thác gỗ trái phép đã tàn phá một số cánh rừng có giá trị nhất hiện có trên thế giới và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người dân sống trong rừng. Khai thác gỗ trái phép gây phát thải carbon, phá hủy môi sinh của các loài động vật có giá trị và thậm chí đã khiến một số quốc gia nghèo rơi vào vòng tham nhũng và đói nghèo. Doanh nghiệp và người tiêu dùng ở châu Âu và các quốc gia khác trên thế giới đã vô tình mua gỗ lậu, góp phần tạo thị trường sinh lời cho các đối tượng khai thác trái phép và ngầm phá hoại những nỗ lực thực thi lâm luật của nhiều quốc gia xuất khẩu gỗ. Trái ngược lại, một ngành lâm nghiệp hợp pháp và bền vững có thể mang lại nhiều lợi ích cho con người tại các quốc gia đang phát triển. Các dịch vụ sinh kế nông thôn và môi trường như rừng đầu nguồn và nguồn tài nguyên bền vững, trên cơ sở đó xây dựng và phát triển kinh tế lâu dài. Vì vậy, nhiều quốc gia sản xuất gỗ đã và đang làm việc trong mối quan hệ đối tác với Liên minh châu Âu để loại bỏ gỗ lậu ra khỏi thị trường của họ bằng cách thống nhất chỉ buôn bán gỗ hợp pháp. Những hiệp định này được gọi là FLEGT. FLEGT là thuật ngữ viết tắt tiếng Anh, có nghĩa là thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản. Hiệp định được xây dựng trên cơ sở các đạo luật của từng quốc gia, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức xã hội dân sự và doanh nghiệp phê duyệt. Hiệp định cũng bao gồm các hệ thống để kiểm tra liệu các đạo luật liên quan về môi trường, xã hội và kinh tế có được đáp ứng và liệu có thể truy xuất nguồn gốc gỗ khai thác từ rừng tới địa điểm xuất khẩu không. Hiệp định giữa Liên minh châu Âu và các quốc gia sản xuất gỗ mang tính ràng buộc pháp lý, và khi các hệ thống xác minh đã được xây dựng, thì trong khuôn khổ hiệp định sẽ chỉ buôn bán gỗ có giấy chứng nhận hợp pháp. Kết quả là người dân tại các quốc gia giàu tài nguyên rừng sẽ được đảm bảo rằng nguồn tài nguyên quý báu của họ sẽ không bị những kẻ khai thác trái phép đánh cắp. Chính phủ và khách hàng tại châu Âu và các quốc gia khác trên thế giới sẽ biết rằng họ không khuyến khích nhu cầu đối với gỗ lậu, mà việc khai thác sản xuất loại gỗ này đã phá hoại rừng và ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân sống phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Chúng ta đang cạnh tranh với gỗ có nguồn gốc trái phép với mức giá luôn thấp hơn rất nhiều so với giá của những mặt hàng chúng ta đang cố gắng bán và có hình thức tương tự. Một tấm gỗ có nguồn gốc hợp pháp nhìn giống hệt một tấm gỗ có nguồn gốc trái phép. Một hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ được thiết kế để chứng minh rằng mọi sản phẩm gỗ được buôn bán trong khuôn khổ VPA đều là gỗ được khai thác, chế biến và xuất khẩu hợp pháp. Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp gỗ khác nhau ở từng quốc gia đối tác, nhưng đều có những nguyên tắc cơ bản giống nhau. 1. Chúng được xây dựng dựa trên một tiêu chuẩn pháp lý rõ ràng, trong đó bao gồm 3 hợp phần của tính bền vững. 2. Chúng chứng minh tính pháp lý thông qua 3 chức năng, xác minh rằng liệu mọi đạo luật liên quan đã được đáp ứng và các nghĩa vụ thuế đã được hoàn thành chưa. Truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp từ khâu khai thác, chế biến và cấp phép FLEGT, kiểm toán độc lập. Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ áp dụng đối với mọi doanh nghiệp hoạt động trong một quốc gia đối tác. FLEGT, khi hiệp định đã được ký kết, hệ thống này không phải là một phương án tự nguyện của từng doanh nghiệp. Jadi, karena seperti tadi saya juga sudah bilang, hukum dan perundangan Indonesia, peraturan-peraturan di bidang kehutanan. Nhiều đạo luật và quy định lâm nghiệp ở Indonesia trùng lặp hoặc thậm chí mâu thuẫn nhau. Điều đó tạo ra nhiều khó khăn khi nói về khai thác gỗ trái phép. Có rất nhiều câu hỏi đặt ra như gỗ trái phép là gì, trái phép ở khía cạnh nào. Cũng có nhiều cuộc thảo luận tương tự như vậy đã diễn ra. Và một cách để giải quyết tranh luận này là xác định khái niệm tính hợp pháp của gỗ và các tiêu chuẩn xác minh. Adalah dengan menyusun definisi legalitas kayu dan standar-standar verifikasinya. Jadi seluruh aspek diperhatikan, sosial masuk, penghargaan terhadap. Mọi khía cạnh xã hội đều được xem xét, bao gồm các quyền truyền thống, và hệ thống này đề cập đến mọi hình thức quản lý rừng, quy mô lớn, quy mô nhỏ và quản lý cộng đồng. Hệ thống cũng đề cập đến ngành công nghiệp từ trên xuống và vì vậy rất tổng thể. Và tại thời điểm đó, tiêu chuẩn của Indonesia trở thành một nguồn tài liệu tham khảo cho các quốc gia khác trong quá trình xây dựng những tiêu chuẩn tương tự. Acuan bagi negara-negara lain yang sedang mengembangkan standar yang sama, gitu kan, standar legalitas kayu mereka.
Định nghĩa tính hợp pháp được xây dựng thông qua các cuộc thảo luận có sự tham gia giữa các bên liên quan trong nước. Liên minh châu Âu không tham gia vào quá trình này. Indonesia bắt đầu phương pháp tiếp cận này từ năm 2002-2003 và thu hút sự tham gia của các bên liên quan từ các tổ chức xã hội dân sự, chính phủ và khu vực tư nhân. Đến nay, khái niệm tính hợp pháp của gỗ đã được xây dựng, được hiểu rõ và thống nhất cao bởi ba nhóm tổ chức khác nhau trong xã hội này. Chúng tôi cần có sự tham gia của tất cả ba bên liên quan này, và điều đó đã được quy định trong tiêu chuẩn của tính hợp pháp. Có ba nguyên tắc chính: quản trị và thực tiễn triển khai hiệu quả, đặc biệt là tính trách nhiệm và tính minh bạch của quy trình cấp phép, độ tin cậy, và có bên thứ ba đánh giá về tính hợp pháp và bền vững, và các thành viên đại diện xã hội trong quá trình quản lý rừng ở Indonesia. Chúng tôi hy vọng thông qua thu hút sự tham gia của tất cả các bên liên quan, đó thực sự là con đường đúng đắn đối với chúng tôi. Dia bukan peraturan baru, dia adalah kompilasi. Đó không phải là một quy định mới, đó là sự tập hợp của hàng trăm các quy định hiện có trong ngành lâm nghiệp và chế biến gỗ. Và sau đó những thông tin thu thập được trở thành một nguồn tham khảo, một tài liệu đơn giản, dễ hiểu và chúng tôi hy vọng rằng mọi người đều hiểu rõ về quy định này và cũng có phần giải thích về tính pháp lý. Gampang dibaca, gitu kan. Sehingga ini yang kita harapkan bisa kemudian orang menjadi clear, itu tadi yang saya bilang, klarifikasi hukum-hukum yang banyak sekali dan peraturan yang banyak sekali. Tôi nghĩ một trong những điều rất quan trọng về VPA là đó không phải là tiêu chuẩn do châu Âu áp đặt và không giống như các biện pháp thị trường khác mà chúng tôi có. Đó là tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên kỳ vọng của chính các quốc gia đó, và tiêu chuẩn đó lại giúp nâng cao kỳ vọng và nghĩa vụ của chính các quốc gia đó. Một hiệp định đối tác tự nguyện FLEGT được ký kết trên cơ sở một khái niệm về tính hợp pháp gỗ đã được đồng thuận và một bộ phận nguyên tắc cho hệ thống đó để chứng minh tính hợp pháp. Tiếp theo một hiệp định, các quốc gia sẽ có thời gian để xây dựng và thực hiện các hệ thống của họ. Các quốc gia khác nhau cần những giai đoạn thời gian khác nhau tùy thuộc vào tính phức tạp của hệ thống họ lựa chọn. Khi các hệ thống đã vận hành tốt, họ có thể bắt đầu cấp giấy phép FLEGT và các nhà nhập khẩu châu Âu sẽ bắt đầu đặt hàng nhập khẩu từ quốc gia có giấy phép hợp pháp. VPA xác định khái niệm phù hợp về tính hợp pháp ở từng quốc gia và cũng đưa ra phương thức xây dựng năng lực cho các bên liên quan vận hành hệ thống để đảm bảo rằng họ hiểu về tính hợp pháp, phương thức tiếp cận và sở hữu gỗ hợp pháp. Trước đây đã tồn tại nhiều cách làm tắt, nhưng không thể tiếp tục áp dụng được nữa, và vì vậy cần được quy định rõ cho các nhà vận hành hệ thống. Ghana là quốc gia đầu tiên ký kết VPA và cũng là quốc gia đầu tiên xây dựng hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ FLEGT. Các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ được chính phủ ký hợp đồng có thể vận hành hệ thống này. Hệ thống được thiết kế để truy xuất các bước trong dòng luân chuyển gỗ để đảm bảo toàn bộ dòng luân chuyển và từng lô hàng xuất khẩu đều tuân thủ các đạo luật lâm nghiệp trong nước. Ngoài ra, hệ thống này cũng được thiết kế để đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ thuế lâm nghiệp đối với từng lô hàng trước khi xuất khẩu. Các quốc gia khác đã xây dựng hệ thống xác minh và truy xuất nguồn gốc gỗ, trong đó họ lập kế hoạch sử dụng những hệ thống này làm cơ sở thực tiễn để cấp phép FLEGT khi họ ký kết thỏa thuận. SGS Liberia hợp tác với chính phủ để quản lý hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm, qua đó đảm bảo rằng gỗ và mọi sản phẩm gỗ xuất khẩu từ Liberia đều có nguồn gốc hợp pháp. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng mọi nghĩa vụ tài chính liên quan đến khối lượng gỗ này đã được hoàn thành đúng hạn. Đồng thời, chúng tôi cũng giúp cán bộ Cục Lâm nghiệp thực hiện công tác giám sát ngành. Đây là Winston và Eric, cán bộ hiện trường. Công việc họ đang thực hiện là xác minh một trong những bản đồ do doanh nghiệp cung cấp, và chúng tôi gọi đó là bản đồ khoảnh rừng.
Mỗi một dấu chấm trên bản đồ là một cây rừng và họ kiểm tra để đảm bảo số liệu trên bản đồ nhất quán với thực tế họ quan sát trên hiện trường. Màu xanh thể hiện các doanh nghiệp đã hoàn thành đầy đủ mọi nghĩa vụ thuế. Màu vàng thể hiện các doanh nghiệp chưa hoàn thành đầy đủ mọi nghĩa vụ thuế với khung thời gian khác nhau từ 60 đến 90 và 120 ngày. Đó là cách thức nhắc nhở doanh nghiệp bất cứ khi nào họ đến văn phòng, một vài trong số họ đã đi đúng hướng, trong khi đó một số khác vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa, và đó là hiện trạng. Truy xuất nguồn gốc bắt đầu với từng cây trong một khu rừng. Cả nhóm đánh số cây và đính thẻ ghi số vào từng cây. Mỗi cây đều có thẻ ghi số và số liệu này đã được nhập vào hệ thống. Khi cây được khai thác, bạn đính một thẻ ghi số lên phần cây đã chặt xuống và một thẻ ghi số khác lên gốc cây. Và bây giờ, khi chúng tôi đến và theo dõi số liệu ghi chép, chúng tôi kiểm tra số thứ tự tương ứng với cây trước khi khai thác. Từ cây trước đó đã từng là cây chưa khai thác tới cây đã khai thác và gốc cây. Chúng tôi biết rằng cây hay khúc gỗ xác định đó có nguồn gốc từ lâu nào trong khu rừng này. Vì vậy, nếu bạn khai thác cây này và xuất sang Hoa Kỳ hoặc châu Âu, bạn biết chính xác cây gỗ này đến từ đâu, và từ châu Âu, bạn có thể truy xuất nguồn gốc gỗ, kể cả gốc cây. Xác minh và truy xuất nguồn gốc gỗ phải thực hiện thông qua các bước từ rừng tới chế biến và cấp giấy chứng nhận FLEGT để đảm bảo tính tin cậy. Dòng luân chuyển gỗ càng có nhiều mắt xích thì càng cần truy xuất nguồn gốc gỗ trong chuỗi luân chuyển đó. Đây là số hiệu gỗ. Ở đây, ông có các loại gỗ, bản mô tả đầy đủ về khúc gỗ. Về việc sản xuất mã vạch VPA, ông có cho rằng đó sẽ là một vấn đề không, vì dường như ông đã khởi động tiến trình này rồi. Tất nhiên rồi. Mã vạch theo VPA về cơ bản là giống nhau, bởi vì ông cần biết gỗ xẻ, số cây và kích cỡ, khúc gỗ nào, v.v. Chúng tôi đã có những thông tin này. Vậy nếu ông mua một số gỗ rán chẳng hạn, ông có thể scan mã vạch để biết nguồn gốc gỗ. Bên bán hàng là công ty GCM ở Ghana chẳng hạn, vân vân. Hệ thống quản lý phù hợp và đó là cách thức bạn thực hiện trong lĩnh vực này. Tất nhiên đưa vào một hệ thống như vậy là tương lai của Ghana. Tương lai của Ghana là tiến xa hơn theo tiêu chuẩn này. Nếu tất cả mọi người đều vận hành hệ thống theo cách chúng tôi hiểu, tôi nghĩ rằng ở Ghana và trên toàn châu Phi sẽ được bảo vệ tốt. Rừng sẽ được bảo vệ, quản lý tốt. Nếu bạn quản lý tốt nguồn nguyên liệu thô, thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Một tổ chức giám sát và kiểm toán độc lập sẽ chứng minh tính tin cậy của hệ thống đảm bảo tính pháp lý của gỗ. Bạn cần có ý kiến quan điểm độc lập bên ngoài từ những tổ chức không tham gia trong quá trình phát triển và thực hiện hệ thống đảm bảo tính pháp lý này. Vậy bạn cần có những người có kỹ năng và trình độ độc lập và có kiến thức địa phương, có nghĩa là họ biết về cơ sở hình thành buôn bán gỗ và các vấn đề ngành lâm nghiệp có thể phải đối diện trong khu vực để đánh giá liệu toàn bộ hệ thống trong thực thể của nó, toàn bộ hệ thống cấp phép và hệ thống đảm bảo tính pháp lý có thực sự hoạt động hay không. Trong toàn bộ chuỗi cung, các nhà kiểm toán xem xét việc đảm bảo có thể truy xuất nguồn gốc và gỗ không bị trộn hoặc thay thế ở từng giai đoạn trong chuỗi cung. Tại giai đoạn sản xuất, họ sẽ đảm bảo rằng công tác quản lý rừng đáp ứng các tiêu chí pháp lý và bền vững, và họ cũng đã được xác minh rằng những gì họ công bố là đúng sự thật. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng vào những bằng chứng đưa ra. Các hệ thống này sử dụng nhiều hình thức khác nhau để đánh dấu gỗ. Một số sử dụng mã vạch, trong khi một số khác vẽ hoặc dùng tài liệu. Điều quan trọng là khối lượng gỗ được ghi chép đầy đủ và tương thích để đảm bảo không có gỗ lậu trong hệ thống. Những hệ thống này sẽ đảm bảo với khách hàng ở châu Âu rằng họ không đóng góp vào khai thác gỗ trái phép hoặc tạo phát thải carbon từ phá rừng, nhưng chúng lại có tác động tức thì và sâu rộng cho những quốc gia có rừng. Tôi cho rằng đó là công cụ mà qua đó những doanh nghiệp hoạt động trong một khuôn khổ trái phép có thể hoạt động tốt hơn, và những doanh nghiệp hiện đang phụ thuộc vào nguồn gỗ nguyên liệu thô trái phép và giá rẻ hiểu rằng họ sẽ không có chỗ đứng trên thị trường và sẽ bị đẩy ra ngoài.
Indonesia là một quốc gia dân chủ, vì vậy chính phủ phải thực hành quản trị hiệu quả, đảm bảo minh bạch, có trách nhiệm, có tính đại diện, có sự tham gia. Dân chủ hóa là một xu thế toàn cầu. Chúng tôi nhìn nhận được vấn đề đó thông qua VBA. Indonesia đang hướng tới một ngành lâm nghiệp bền vững. Một lần con tôi hỏi tôi, liệu chúng tôi có thực sự chắc chắn rằng Liberia có thể cải thiện việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên không? Bởi vì đó là chủ đề mọi người đều nhắc đến. Chúng tôi biết rằng quốc gia chúng tôi được trời phú cho nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, tuy nhiên chúng tôi vẫn nghèo. Như hầu hết những người khác, họ rất hoài nghi, họ muốn chứng kiến những thay đổi thực sự, và chúng tôi coi đó là những thách thức thường ngày đối với chúng tôi.